Hôm nay, Hà Nội nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, nhưng nhiệt độ ngoài trời có lẽ chưa nóng bằng không khí cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại nhà thi đấu huyện Thanh Oai. Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi đã đổ về đây để làm thủ tục. Dự kiến 8 rưỡi phiên đấu giá sẽ bắt đầu diễn ra, nhưng vì số lượng người tham gia quá lớn nên phải tới 10 giờ phiên đấu giá mới bắt đầu được khai mạc. Cả hội trường không còn một chỗ trống, thậm chí người đấu phải ngồi cả ở ngoài sân. Mức khởi điểm thấp chỉ từ 8,6 đến 12,5 triệu đồng một mét vuông được cho là điểm rất hấp dẫn tại phiên đấu giá này. Cuộc đấu giá hôm nay thì có cái giá khởi điểm rất là hấp dẫn so với tất cả các cuộc đấu giá khác ở huyện Thanh Oai. Đấy thì do cái nguyên nhân vậy thì là nên là cái sức hút của huyện Thanh Oai hôm nay rất là lớn. 68 thửa đất được đấu giá tại huyện Thanh Oai có diện tích dao động từ 60 đến 85 mét vuông mỗi thửa, với pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và đặc biệt là được quy hoạch tại vị trí thuận lợi đã giúp cho đất đấu giá đang rất hấp dẫn các nhà đầu tư. Giữa các cái lô dựa lưng vào nhau thì chúng tôi bố trí các cái khe để thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đấy, rồi tạo ra cái khoảng thoáng. Đấy, từ mỗi nhà thì lại có hai khoảng thoáng trước sau nhà. Đấy, thì thứ ba nữa là một trọng cái là chúng tôi cũng đầu tư thêm cái hệ thống đường có cái mặt cắt ngang mở rộng. Không chỉ Thanh Oai, mới đây tại huyện Đan Phượng cũng chứng kiến phiên đấu giá đất rất đông chưa từng có. Cả 85 lô đất đều được đấu giá thành công, trong đó thửa đất có giá trúng cao nhất lên tới gần 100 triệu đồng một mét vuông, gấp đôi giá khởi điểm. Huyện Đan Phượng đã thu về gần 400 tỷ đồng, tăng gần 134 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Hôm nay thu hút nhà đầu tư là do cái hạ tầng của Đan Phượng rất là tốt. Thứ hai nữa là cái vành đai 4 đang hoàn thiện rất là nhanh chóng và nó đi qua cái khu Đan Phượng này. Huyện tập trung chỉ đạo là chú trọng vào về hạ tầng, cây xanh. Đấy, ví dụ như các tuyến đường bây giờ là tối thiểu là mặt cắt là phải 7 mét, vỉa hè phải 5 mét và có đầy đủ hệ thống chiếu sáng. Trong tháng 8 này, các huyện khác như Hoài Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn cũng sẽ tổ chức hàng loạt phiên đấu giá đất. Lý giải sức nóng từ đấu giá đất tại thời điểm này, nhiều người cho rằng quy định về bảng giá đất hàng năm trong Luật Đất đai 2024 có thể khiến giá bất động sản đi lên. Do đó, nhiều nhà đầu tư đang tranh thủ gom đất trước khi bảng giá mới được áp dụng. Đồng thời, các thửa đất đấu giá có khoảng giá dễ thanh khoản và phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều người. Gần như tất cả các nhà đầu tư ở Hà Nội và các cái tỉnh lân cận như là Bắc Giang, Hải Dương đều về tham gia đấu giá đất ở Hà Nội. Khi mà nhà nước hạn chế cái việc phân lô bán nền thì tất nhiên là cái lượng cái đất đấu giá mà nhà nước phát hành ra thì là sẽ rất là sức hút các nhà đầu tư. Từ đầu năm nay, ghi nhận tại Hà Nội liên tiếp các phiên đấu giá đất được tổ chức thành công, chủ yếu ở các huyện ven như Mê Linh, Đông Anh, Đan Phượng, Thường Tín, v.v. Tại nhiều phiên, số tiền thu về chênh hàng chục tỷ đồng so với khởi điểm. Năm 2024, thành phố Hà Nội có kế hoạch thu gần 32.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, có không ít địa phương đã gần cán đích kế hoạch đặt ra và thậm chí dự kiến sẽ vượt kế hoạch năm.